Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về xịt sơn. Sử dụng hai loại sản phẩm này. Đây là chai xịt sơn, đây là chai tẩy rửa sơn. Thì ở trong các clip trước của mình thì đã review cái cách làm nhưng mà không có thực hành, không có làm. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn thấy. Thì trước mắt là chai M60. Thì cái chai này phải vệ sinh sơn. Sơn nếu mình đã rửa đồ sạch sẽ hết nhưng mà mình vẫn vệ sinh một lần để cho cái sơn nó hoàn 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 toàn sạch. Đây các bạn sẽ lấy một cái miếng dẻ. Bạn xịt một đoạn như vậy. Và chúng ta sẽ lau. Đây như các bạn có thể thấy là những cái chỗ mà nó sét so với những cái chỗ mà chưa sạch sơn khô, đây những cái mắt bên trong mình sẽ quay gần cho các bạn coi. Thì những cái mắt mà lau rồi với cái mắt mà chưa lau nhìn nó sẽ khác biệt với nhau. Đây thì những mắt mà chưa lau nó sẽ khét sét và khô, thì mình mới rửa nước. Ta làm chịu khó làm kỹ kỹ tí thiếu. Thì cái loại dung dịch mà rửa sơn này á, nó là cái loại khoảng chừng khoảng xịt chút xíu là nó sẽ tự động khô lại, tự động bốc hơi. Lau mặt trên và mặt dưới của viên sơn trong những cái trong cái mắt rulo cũng như hai bên mặt ngoài của viên sơn. Rồi, sau khi chúng ta đã lau xong cọng dây sơn, đây vệ sinh dây sơn bằng nước cái xà bông xong, rửa đồ sạch sẽ bằng vòi xịt rửa xe xong, thì mình sử dụng M60 để lau giống như vậy. Và khi các bạn đi vào đường đường khô hoặc là lâu lâu gặp một hai cơn mưa thì chúng ta sử dụng M60 lau y chang vậy. Sau khi mà mình lau để khô khoảng 1-2 phút để cho M60 nó tự bốc hơi thì chúng ta có thể sử dụng xịt sơn. Và sau đây là cái cách mà xịt dây sơn dưỡng sơn bằng chai IX50 Voltrinic. Sau khi khoảng
50 phút thì cái chai M60 nó đã xịt lên sên, nó đã khô hết rồi. Thì mình sử dụng dưỡng sên IX50. Thì cách xịt cái loại cái dưỡng sên này xịt như thế nào á thì mình sẽ làm sau đây. Đây. Để các bạn thấy là mình sẽ sử dụng xịt trong mặt trong. Chúng ta sẽ để ở trong góc rulo. Ở trong sách hướng dẫn của Kawasaki nó cũng vẫn có chỉ cái cách xịt sơn này, và nó yêu cầu mình sẽ xịt sử dụng xịt sơn gốc dầu tổng hợp. Một cộng quan dây sơn có phốt cao su quan trọng nhất là hai bên phốt với lại cái mắt rulo. Đối với cộng dây sên thường thì cái mắt rulo là quan trọng nhất. Chúng ta không cần phải xịt ở vòng ngoài nhiều, không có cần phải xịt ở ngoài, bởi vì cái sự ma sát nó nằm ở bên trong cái rulo này là quan trọng nhất. Đó, sau khi chúng ta sẽ sử dụng xịt giáp dòng thì các bạn sẽ thắc mắc là xịt một bên như vậy nó có đều hay không. Thì sau đây mình sẽ nổ máy xe lên. Khi mà các bạn mà nổ máy xe quay lên thì cái chai xịt sơn này nó sẽ không có văng, nó không có văng, nó sẽ lan tỏa đều ở trong cái rulo. Ở giữa cái mắt dây sơn nó sẽ có cái xịt sơn này, nó sẽ bám đều hết. Thì sau khi xịt thì chúng ta cho nổ máy khoảng cho nó đều cái cộng dây sơn. Thì như các bạn có thể nghe được là dây sơn rất là im. Đối diện với cái đường xịt hồi nãy thì cái cộng dây sơn của các bạn sẽ đi được khoảng 1.000 cây trong điều kiện mưa gió mà không cần phải xịt sơn lần nữa. Sau khi chúng ta đã quay cộng dây sơn thì các bạn có thể thấy là nó có một cái lớp màng mỏng ở giữa rulo. Đó, có cái độ bóng bóng ở giữa mắt rulo. Loại xịt dưỡng sơn IX50 này nó sẽ bám vào cái mắt rulo như vậy để giúp cho sơn nó im, chống nước rất là tốt. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ để cho nó khô. Để cho nó khô khoảng 15 phút, 20 phút thì chúng ta sẽ xịt lại lần nữa và cho nó quay đều bánh xe giống như vậy. Thì vậy là đã hoàn thành cái xịt dưỡng sên IX50. Mình thấy có nhiều clip chỉ xịt sên bằng IX50 này thì để từ xa dài xịt vô.
rồi nổ máy lên và để từ xa về xịt. Rồi lấy cái miếng lót là phải lót ở bên này để cho anh để không văng. Thì khi mà xịt như vậy nó sẽ văng rất là nhiều và sẽ hao hao cái dung dịch. Hiệu quả nó lại cũng không cao nữa, là khi mà mình xịt như vậy thì cái dây sên lúc mà nó lên xuống nó không đều. Làm thử là có khi mình xịt văng ra ngoài này, có khi vô trong, rồi có khi chỗ thì không có nữa. Cho nên đây là cái cách xịt cái chai IS50 này hiệu quả nhất. Đây như các bạn có thể là nghe được cái chen sên nó im rất là im luôn. Mình làm clip thì giọng mình yếu nên nói nó hơi nhỏ. Thì chúng ta chỉ cần chú ý tới quá trình của cái clip. Và cái clip, mục đích của clip là muốn mang đến cái điều gì. Chứ không mình cần đừng có quan tâm với những cái mà lẻ tẻ lặt nhặt xung quanh. Đây, nếu như các bạn nào mà muốn có ý định muốn mua xịt sên thì nên sử dụng cái loại này. Đó. Đây, cái mặt sên nó sắp khô rồi. Và khi mà nó khô thì các bạn sẽ thấy là cái dây sên của nó ở giữa mắt nó có màu xám xám. Đây là hoàn toàn là cái mâm mà mình không bị văng một miếng nào vào mâm hết. Đó, mặc dù mới xịt nhưng mà vẫn không có cái văng vào mâm.